Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin dự báo thời tiết ngày hôm nay mùng 6 tháng 11. Sau đây là những tin tức thời tiết chính sẽ có trong chương trình. Hà Nội giảm sốc 4 độ bởi không khí lạnh. Mùa đông toàn miền Bắc khác biệt với năm trước. Người dân lo nơm nớp sống dưới chân ngọn núi, hệ mưa là sạt lở. Lũ lụt ở Ethiopia làm 20 người tử vong và hàng nghìn người phải sơ tán. Mở đầu bản tin thời tiết ngày hôm nay là những thông tin cập nhật về tình hình thời tiết tại khu vực Bắc Bộ. Hôm nay, đợt không khí lạnh mới đã tràn về phía Bắc nước ta, khiến cho thời tiết khu vực Bắc Bộ có nhiều thay đổi. Đáng chú ý nhất là khu vực Hà Nội, khi nền nhiệt tại thủ đô giảm đi 4 độ. Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia cũng đưa ra dự báo về tình hình thời tiết mùa đông năm nay của toàn miền Bắc. Sáng nay, ngày 6 tháng 1, bộ phận không khí lạnh ảnh hưởng đến khu vực vùng núi phía Bắc và khu Đông Bắc. Trưa và chiều nay sẽ ảnh hưởng đến các nơi khác ở phía Đông Bắc Bộ. Đêm nay mùng 6 tháng 11, không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến Bắc Trung Bộ, phía Tây Bắc Bộ và một số nơi ở Trung Trung Bộ. Sau đêm nay, không khí lạnh chính thức bao trùm miền Bắc. Từ đêm ngày mùng 6 tháng 11, ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, trời lạnh về đêm và sáng, vùng núi trời rét. Trong đợt không khí lạnh này, nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến từ 20 đến 23 độ C, khu vực vùng núi từ 16 đến 19 độ C. Trên biển, từ chiều và đêm ngày 6 tháng 11, ở vịnh Bắc Bộ, gió chuyển hướng Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, sóng biển cao từ 1 đến 2 mét, biển động. Từ đêm ngày 6 tháng 11, khu vực Bắc Biển Đông có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 8, sóng biển cao từ 1,5 đến 2,5 mét, biển động. Còn trong sáng ngày hôm nay, 6 tháng 11, do ảnh hưởng của không khí lạnh, Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác. Riêng vùng núi và Trung Du có mưa vừa, cục bộ có nơi có mưa to. Bắc Trung Bộ từ chiều tối ngày 6 tháng 11 có mưa, mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Tại Hà Nội, ngày 6 tháng 11, nhiệt độ cao nhất giảm khoảng 4 độ C so với ngày hôm trước. Cụ thể, nền nhiệt cao nhất 33 độ C, giảm còn 29 độ C. Thời tiết chuyển mưa dông. Nhiệt độ này chỉ duy trì trong khoảng từ 2 đến 3 ngày, sau đó tăng trở lại. Do ảnh hưởng của hiện tượng El Nino, trong tháng 10 vừa qua, nền nhiệt độ của khu vực các tỉnh Bắc Bộ cao hơn so với trung bình nhiều năm, khoảng từ 1 đến 2 độ, thậm chí vào đầu tháng 10, tại khu vực đồng bằng Bắc Bộ, trong đó có thủ đô Hà Nội, còn xuất hiện nắng nóng. Do sự chi phối của hiện tượng El Nino, nên nhiệt độ của khu vực Bắc Bộ cao hơn so với trung bình nhiều năm. Cùng với đó, hoạt động của bão sẽ ít hơn, dự báo sẽ còn từ 1 đến 2 cơn bão sẽ hoạt động trên khu vực Biển Đông. Tuy nhiên, bão ảnh hưởng đến khu vực Bắc Bộ ít có khả năng xảy ra. Ông Nguyễn Đức Hòa, Phó trưởng phòng Dự báo Khí hậu, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, thời kỳ đầu mùa đông năm 2023-2024, không khí lạnh có khả năng hoạt động yếu, rét đậm và rét hại có thể xuất hiện muộn. Số ngày rét đậm rét hại có xu hướng ít hơn so với trung bình nhiều năm. Chuyên gia cho biết, từ tháng 12 năm 2023 đến tháng 2 năm 2024, nền nhiệt độ cao hơn so với trung bình nhiều năm từ 0,5 đến 1 độ C. Các đợt không khí lạnh sẽ ít và hoạt động yếu hơn so với bình thường. Nhận định là thời tiết năm nay sẽ là mùa đông ấm và ẩm. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cũng lưu ý, các đợt không khí lạnh đầu mùa tuy không làm nền nhiệt giảm sâu nhưng thường gây ra mưa lớn, dông lốc sét, mưa đá, đặc biệt là các tỉnh Trung Du, miền núi phía Bắc. Tiếp theo sẽ là các cập nhật về tình hình thời tiết chung trên 3 miền trong ngày hôm nay mùng 6 tháng 11. Bắc Bộ ngày hôm nay, do ảnh hưởng của khối không khí lạnh, thời tiết chuyển mưa rào và dông rải rác từ sáng sớm, cục bộ có mưa vừa, mưa to, nhiệt độ giảm. Trung Bộ cũng có chung hình thái thời tiết với Bắc Bộ, có mưa, mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Nam Bộ, ngày nắng, riêng chiều tối và tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Ngay sau đây sẽ là dự báo chi tiết cho các khu vực trên cả nước. Phía Tây Bắc Bộ có mây, đêm có mưa vài nơi, ngày có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to và dông, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 đến 24 độ C, có nơi dưới 20 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 25 đến 28 độ C, có nơi trên 28 độ C. Khu vực phía Đông Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, riêng vùng núi và Trung Du có mưa vừa, cục bộ có mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió mùa Đông Bắc mạnh dần lên cấp 2, cấp 3, vùng ven biển cấp 3, cấp 4. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 25 độ C,
vùng núi có nơi dưới 21 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 25 đến 28 độ C, có nơi trên 28 độ C. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mây, có mưa vài nơi, từ chiều tối nhiều mây, có mưa, mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa mưa to. Phía Bắc gió nhẹ, phía Nam gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 25 độ C. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc từ 28 đến 30 độ C, phía Nam từ 30 đến 32 độ C. Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, có mưa rào và dông vài nơi, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 33 độ C, có nơi trên 33 độ C. Khu vực Tây Nguyên có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 19 đến 22 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 32 độ C. Khu vực Nam Bộ có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, chiều tối và tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông, gió Đông Bắc đến Đông cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 27 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 34 độ C. Quần đảo Hoàng Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 4, cấp 5, sóng cao từ 0,5 đến 1,5 m. Quần đảo Trường Sa có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió Đông Bắc cấp 3, cấp 4, sóng cao từ 0,5 đến 1,5 m. Ngay sau đây sẽ là dự báo thời tiết cho 5 thành phố chính trong ngày hôm nay mùng 6 tháng 11. Thủ đô Hà Nội, hôm nay trời nhiều mây, có mưa dông do ảnh hưởng bởi khối không khí lạnh, nhiệt độ từ 25 đến 29 độ. Thành phố Vinh, có mưa vài nơi, cá biệt có nơi mưa rào, nhiệt độ từ 23 đến 29 độ. Thành phố Huế ngày hôm nay nhiều mây, có mưa rào và dông, nhiệt độ từ 24 đến 29 độ. Thành phố Đà Nẵng cũng chung hình thái thời tiết với thành phố Huế. Đà Nẵng hôm nay nhiều mây, có mưa rào và dông, nhiệt độ từ 24 đến 31 độ. Thành phố Hồ Chí Minh hôm nay trời có mây, có mưa rào, nhiệt độ từ 25 đến 33 độ. Do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới, những ngày qua, khu vực Đắk Gray, huyện Đắk Gray, tỉnh Kon Tum hứng chịu những trận mưa như chút nước. Gần 20 năm qua, hàng chục hộ dân tại Đắk Gray, Kon Tum vẫn sinh sống dưới một ngọn núi dốc đứng và đang sạt lở. Mỗi trận mưa lớn, người dân tại đây lại nơm nớp lo sợ cho an nguy về tính mạng. Tại thôn 14B, xã Đắk Bách, nước từ trên ngọn núi cao phía sau hàng loạt căn nhà bắt đầu đổ xuống ngày một mạnh. Đất đá trên ngọn núi dựng đứng phía sau căn nhà của một hộ dân địa phương đã lở một mảng nhỏ rồi đổ ụp xuống. Rất may, chưa ảnh hưởng đến tính mạng của 5 thành viên trong gia đình. Được biết, ngọn núi này dài hàng trăm mét, cao hơn nóc những nóc nhà cao nhất ở huyện này tới hàng chục mét. Nhiều năm gần đây, dãy núi bị vạt mất một phần để người dân làm nhà định cư và kinh doanh trực đổ ụp xuống bất cứ lúc nào. Người dân địa phương cho biết, từ năm 2009 đến nay, năm nào cũng xảy ra sạt lở mỗi khi mùa mưa đến. Và mỗi khi mưa, tất cả các gia đình bên cạnh chị, không ai rủ ai, đều tự động thu vén nhà cửa, rồi đến nhà người quen tá túc vài ngày. Một người dân trong vùng chia sẻ, mấy năm gần đây, Tây Nguyên mưa nhiều, mưa lớn và nhiều vụ sạt lở xảy ra nên chúng tôi rất sợ. Ngọn đồi mà đổ ụp xuống thì mấy chục căn nhà nằm sát cạnh chúng tôi, chắc vùi hết trong đất đá. Để đối phó với tình hình, người dân đã chủ động phòng tránh sạt lở bằng cách đào một mương nước nhỏ dài hàng chục mét ở phía trên để không cho nước cuốn đất đá đổ xuống những căn nhà bên dưới. Ông Nguyễn Khắc Tụ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Đắk Bách cho biết, hiện tại toàn xã có 35 hộ nằm trong vùng nguy hiểm sạt lở, trong đó ở thôn 14B dọc đường Hồ Chí Minh có nhiều hộ dân bị ảnh hưởng nhất bởi những quả đồi phía sau khu dân cư. Địa phương đã kiến nghị lên huyện tìm phương án khắc phục để đảm bảo an toàn cho người dân. Bà Y Thành, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Đắk Gray cho biết, địa phương có địa hình vô cùng hiểm trở. Những hộ dân sinh sống dọc đường Hồ Chí Minh, một bên là núi, một bên là vực, nên mỗi khi mưa lớn, người dân phải đối mặt với nguy cơ sạt lở và ngập lụt. Trong khi đó, đa số người dân ở dọc thôn 14B ở xã Đắk Bách đã ở lâu, ổn định và xây dựng nhà ở kiên cố.
tổ chức di dời là điều rất khó vì không có kinh phí để đền bù hỗ trợ. Chính vì vậy, địa phương đã báo cáo lên Ủy ban Nhân dân tỉnh để có biện pháp xử lý. Bà Y Thanh cũng cho biết, việc người dân đề xuất đưa máy móc để san ngọn núi phía sau nhà ở thôn 14B và xã Đắc Bách là rất khó. Cả khu đồi phía sau khu dân cư là rừng quản lý bởi nhà nước giao khoán cho các hộ dân. Muốn xử lý, phải được Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho chủ trương và phải đưa ra khỏi quy hoạch rừng. Trên 20 người đã thiệt mạng và trên 12.000 gia đình phải sơ tán tại vùng Somali của Ethiopia do lũ lụt lớn sau mưa lớn kéo dài. Chính quyền vùng Somali cho biết nhiều cây cầu và đường xá đã bị phá hủy vì mưa như chút nước. Mùa màng và động vật nuôi cùng nhiều tài sản đã bị hư hại. Lực lượng cứu hộ gặp nhiều khó khăn khi nỗ lực tiếp cận với các hộ gia đình bị ảnh hưởng. Thông báo của cơ quan chức năng cho biết mưa ngày càng nhiều và dự báo cho thấy nguy cơ lụt lội vẫn cao. Tháng trước, Văn phòng Điều phối các vấn đề nhân đạo OCHA của Liên Hợp Quốc dự báo khu vực miền Tây Châu Phi sẽ chứng kiến mưa lớn hơn bình thường trong giai đoạn tháng 10 đến tháng 12 vì hiện tượng El Nino. Vùng rừng Châu Phi là một trong những khu vực dễ bị tổn thương nhất vì biến đổi khí hậu và các sự kiện thời tiết cực đoan xảy ra với cường độ mạnh hơn và tần suất cao hơn. Cuối năm 2019, ít nhất 265 người đã thiệt mạng và hàng chục nghìn người phải sơ tán trong vòng 2 tháng vì mưa không dứt tại nhiều nước Đông Phi. Mưa lớn ảnh hưởng tới gần 2 triệu người và cuốn trôi hàng chục nghìn con vật nuôi tại Burundi, Djibouti, Ethiopia, Kenya, Somalia, Nam Sudan, Tanzania và Uganda. Thưa quý vị, nhìn chung trong ngày hôm nay, tâm điểm thời tiết của nước ta là khối không khí lạnh tràn xuống miền Bắc, khiến thời tiết ở cả ba miền thay đổi, đồng loạt xuất hiện mưa. Riêng tại miền Bắc, không những mưa rào xuất hiện mà nền nhiệt của Bắc Bộ còn giảm đột ngột, người dân cần đặc biệt lưu ý giữ ấm cơ thể. Đến đây, thời lượng của chương trình đã hết. Những thông tin dự báo thời tiết tiếp theo sẽ có trên kênh của chúng tôi vào chiều tối nay, ngày 6 tháng 11. Mời quý vị và các bạn chú ý đón xem. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!